hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Dốc Đứng của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Di Quang phụ trách. Quỳnh ngồi ở chân thang khom người cột dây giày bata. Hậu đứng trước mặt, khoanh tay tựa lưng vào vách. Hai đứa con đã ra sân từ lâu, lóng ngóng đợi mẹ, sốt ruột quay lại nhìn Quỳnh đăm đăm. Quỳnh ngẩng lên bảo chồng: "Em cho chúng nó sang chơi bên công viên một lúc. Tuần tới sinh nhật con B, anh nhớ mua cho con nó cái xe đạp. Nó cứ nhắc mãi đấy, mua lại tốt một tí, đắt nhưng mà an toàn. Thôi em đưa con đi nhé." Hiệu nén tiếng thở dài gật đầu. Quỳnh mở cửa toan bước ra, nhưng sực nhớ một chuyện quan trọng hơn, quay đầu lại bảo Hữu: "Còn cái vụ mua đàn thì sao? Anh cho con học piano mà không có đàn ở nhà để thực tập thì làm sao mà nó theo kịp người ta? Hay là sáng mai anh chạy ra bảo người ta chở đến đi. Nếu anh bận thì em đi cũng được. Mua cho con nó cái Yamaha khá một tí, dùng cả đời mà, đâu có sợ đắt phải không anh?" Hiệu lại gật đầu ậm ừ vài tiếng cho qua. Lòng anh đang nát tan mà Quỳnh dường như chẳng biết. Anh bước theo vợ vài bước rồi đứng trông theo cái dáng thanh thản của Quỳnh, cùng hai đứa con tung tăng cười nói bên cạnh. Chờ cả ba đi khuất, Hiệu quay vào nằm vật ra sofa, nhắm mắt lại. Chẳng bao giờ Hiệu có thể mường tượng nổi cái nghèo lại ập đến với chàng một cách bất ngờ và tàn bạo như thế. Thành phố kỹ nghệ vốn có tiếng là sầm uất nhất nước, nơi chàng định cư hơn 6 năm nay, bỗng một sớm một chiều thay đổi hẳn bộ mặt. Các hãng xưởng thi nhau sa thải công nhân, sinh hoạt thương mại mọi ngành tê cứng lại, thoi thóp trong cảnh nằm chờ chết. Bao nhiêu năm qua, từ thuở Hữu còn cắp sách đến trường, đã nghe người ta nói đến chu kỳ suy thoái hoặc khủng hoảng trong nền kinh tế tư bản như một thứ quy luật tất yếu của hệ thống cung cầu tự do. Các lý thuyết gia miệt mài tìm hiểu và cắt nghĩa hiện tượng để tìm phương thức ngăn chặn, nhưng thực tế vẫn khắc nghiệt xảy đến, không cách nào tránh khỏi. Khoảng thời gian này 2 năm về trước, cuộc sống của Hiệu trải rộng trước mặt, thênh thang một viễn tượng màu hồng rực rỡ. Giả như cứ trơn tru tiến bước như chàng dự phóng, thì chỉ vài năm nữa Hiệu có thể an nhàn hưởng thụ về hưu ở tuổi mới ngoài 40. Đặt chân vào ngành địa ốc đúng thời điểm thị trường bắt đầu bốc mạnh, chẳng cần bao nhiêu kinh nghiệm nghề nghiệp, Hiệu cũng đã nhanh chóng thành công, gây dựng được một số vốn khá lớn. Mà không phải riêng Hiệu, những tay hiền lành và thầm lặng nhất trong cộng đồng không có vẻ gì là thích hợp với vai trò trung gian mua bán. Thế mà gặp lúc cơn sốt nhà cửa tăng vọt, họ cũng kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay. Cái nghề làm chơi ăn thiệt, thời khóa biểu hết sức linh động, chẳng ai gò bó. Mỗi ngày thức giấc khi trời đã sáng rõ, lang thang ra quán cà phê, có khi chỉ trong câu chuyện thường đàm vớ vẩn với một người không thân thiết lắm, cũng nảy ra một thương vụ béo bở. Lâu lâu tạt vào công ty, nhìn những khuôn mặt rạng rỡ của đồng nghiệp, đùa giỡn xôn xao như trẻ thơ đón Tết, chia sẻ với nhau toàn những tin vui. Có đêm cao hứng tụ tập bằng hữu ở quán nhậu, đốt tiền không chút đắn đo, nói chi đến những màn tắm hơi hưởng lạc là điều dường như không thể thiếu được khi người đàn ông thấy mình dư dả. Phú quý sinh lễ nghĩa, hội hè đình đám trong thành phố, nhóm nào ngỏ lời xin ủng hộ, Hiệu cũng rộng lượng ký check ngay. Chàng tặng quà cho thí sinh dự thi hoa hậu, phát giải cho các em trong dịp Tết Trung thu, góp phần bảo trợ đồng bào ở trại tị nạn. Hầu như chỗ nào, tên chàng cũng được long trọng nhắc đến như một mạnh thường quân hào phóng nhất. Chàng nghiệm ra một chân lý của cuộc đời là không có gì thoải mái bằng được sống giữa xã hội văn minh mà không phải lo đến sinh kế. Y phục xứng kỷ đức, mới ngày nào quần jean áo bạc vật lộn với máy móc trong hãng xưởng. Bây giờ Hiệu nhanh chóng lột xác, lôi về 4-5 bộ vest thời trang của Hugo Boss, chú ý đến màu sắc của từng chiếc sơ mi, cà vạt và bí tất, bộ nào ra bộ nấy. Chàng mướn dài hạn chiếc BMW 4 cửa, gắn điện thoại trong xe, và cẩn thận hơn mua thêm cái beeper gài ở cặp quần. Vẫn chưa đủ, ít lâu sau Hiệu lại sắm thêm cái điện thoại cellular cầm tay như một cái mốt cần thiết để chứng tỏ với bá tánh là lúc nào chàng cũng bận rộn. Cái phone ấy lắm khi không cần thiết, chàng vẫn sử dụng ngay trên đường phố hoặc trong quán cà phê đông người để thiên hạ thấy rõ phong độ chuyên nghiệp của mình, cũng như bộ tuxedo đắt tiền chàng mua chơi mặc dù chưa có cơ hội mặc thử. Mới đó mà mọi chuyện đã trở thành dĩ vãng tưởng như xa xôi lắm. Thị trường địa ốc đang nóng bỏng, nhà cửa đang lên giá vùn vụt thì bỗng dưng dừng hẳn lại rồi tụt nhanh như chiếc xe trên triển dốc đứng. Lạ quá, sao lại như thế được? Nhà đất đâu phải là chim cút mà hôm nay còn là tài sản kếch xù, ngày mai đã trở thành vô dụng. Từ nay đến 1997, dân Hồng Kông còn kéo sang nườm nượp thì lý do gì nhà bỗng mất giá? Hiệu không tin, đồng nghiệp của chàng cũng nhất định ngờ vực. Chắc chỉ đứng giá tạm thời trong ít lâu rồi đâu lại vào đấy. Thì cứ nhìn sang New York sẽ thấy ngay, một mảnh đất nhỏ nhoi chỉ căng đủ cái lều giữa khu thị tứ cũng đáng giá cả 100.000 Mỹ Kim. So với thị trường ấy, vùng đất này đã thấm vào đâu. Toàn những luận cứ để tự an ủi và xoa dịu lẫn nhau, nhưng thực tế vẫn trái ngược. Cảnh bể dâu vẫn diễn ra, đem ê chề đến cho bao nhiêu người trong thành phố. Một tháng, chính phủ tăng lãi suất 3 lần, lại đúng vào lúc hiệp ước thương mại Free Trade có hiệu lực, khiến những nhà đầu tư lâu năm rút gần hết vốn liếng về Mỹ và chuyển hướng sang Mỹ Tây Cư, nơi có lực lượng lao động dư thừa và rẻ mạt. Ngày ngày Hiệu đến văn phòng đăm chiêu đàm luận với các đồng nghiệp, bàn ra tán vào toàn những lời lẽ ưu tư chất chứa, những giọng cười sảng khoái tự tin, những cử chỉ nghênh ngang ngạo nghễ biến đâu mất cả, để chỉ còn lại cái không khí trang nghiêm của một công ty địa ốc vừa bước sang khúc rẽ nặng nề. Làm gì còn những ngày open house, mới sáng sớm đã hàng loạt người ùa vào xem, hăm hở ký offer trả giá. Làm gì còn cái thủa mà những căn nhà cổ lỗ ọp ẹp, hàng đàn dán bình thản nối đuôi nhau dạo quanh tường mà vẫn có người sẵn sàng dọn vào. Còn đâu nữa cái thủa vàng son, một căn nhà lên list chưa đầy 3 ngày đã bán xong, và thậm chí có lần chính Hiệu đã bán cái condominium hoàn toàn trên giấy tờ, khách hàng không thèm đến coi bởi họ chỉ cốt mua đi, bán lại, sang tay kiếm lời mà thôi. Ngày trước đi làm trong nhà máy, hàng tuần háo hức chờ lãnh tấm check hơn 400, Hiệu đã thấy cuộc sống tương đối ổn định rồi. Sang ngành địa ốc, mỗi lần bán căn nhà nhỏ, tiền hoa hồng chỉ 1-2 ngàn, chàng nhìn tấm check khinh bỉ vì thấy thua sút đồng nghiệp trong hãng. Lâu lâu ra phố hoặc đi dự tiệc, tình cờ gặp lại những người bạn cũ vẫn còn bám lấy công việc ở nhà máy, Hiệu nao nao tội nghiệp và càng hãnh diện vì mình đã sáng suốt chuyển nghề đúng thời điểm. Nhưng sông có khúc, người có lúc, cuộc đời chẳng biết thế nào là khôn dại. Bây giờ thì Hiệu đến văn phòng thường xuyên hơn, lý do giản dị là khách mua nhà biến đâu hết cả. Mỗi ngày lật nhanh tờ báo, lớn tiếng bàn bạc về chính trị, một lĩnh vực mà chàng chưa bao giờ để ý đến. Chính trị ở đây không phải là vấn đề chống cộng cứu nước hay tình hình biến chuyển của Đông Âu, mà là phê phán chính phủ Canada bất tài, giết chết nền kinh tế đang phồn thịnh, đưa cả nước vào chu kỳ suy thoái, gây bao nhiêu cảnh dở khóc dở cười cho bá tánh. Đầu thập niên 80, những thành phố lớn ở Bắc Mỹ như Alberta, Texas cũng đã từng lâm vào cảnh này, nhưng người ta dễ dàng thông cảm bởi biết rõ nguyên nhân là dầu hỏa. Còn ngày nay thì vô lý quá, thành phố đang như chàng trai sung sức đột ngột lâm bệnh liệt giường liệt chiếu, và Hiệu thấy chỉ có thể cắt nghĩa được tình trạng này bằng nguyên cớ duy nhất là chính phủ ngu ngốc. Ở văn phòng địa ốc, chẳng phải một mình Hiệu đau khổ, hầu như ai cũng ít nhiều điêu đứng, và nếu cứ đà này thì chỉ vài tháng nữa cả công ty sẽ sập tiệm. Công ty sập tiệm không quan trọng, bởi vì thảm cảnh đích thực của Hiệu không phải chỉ là mất cái job nhàn hạ và sung túc này, mặc dầu chàng có tiết thật. Mối lo gan ruột làm chàng mất ăn mất ngủ hiện nay là chàng đang cõng trên lưng tới 3 căn nhà, 1 để ở, 2 để đầu tư, mà cả 3 gánh nặng ấy đều chỉ trông vào nguồn lợi tức duy nhất chàng kiếm hàng tháng. Chàng cũng có cho người thuê, nhưng mua nhà vào lúc giá quá đắt mà chàng đặt cọc không có bao nhiêu, giật đầu này đắp đầu kia theo kiểu mượn đầu heo nấu cháo, cho nên tiền cho mướn thu được hàng tháng không bao giờ tự trả nổi mortgage. Chàng vẫn phải lấy credit line của mình bù đắp, hy vọng nhà lên giá thì tống ngay đi kiếm chút cháo. Đàn anh trong nghề bảo hữu, làm nghề bán nhà, mà muốn khá thì phải biết đầu tư, chứ chỉ ăn commission thì suốt đời không bao giờ giàu được. Câu chỉ dẫn đầy kinh nghiệm ấy giờ đây đang trở thành cái án tử cho Hiệu và đồng nghiệp. Không có khách, Hiệu vẫn kiên nhẫn đến văn phòng ngồi chờ, hoặc lang thang ra quán cà phê tiêu nốt những đồng bạc khan hiếm cuối cùng, vẫn đăng quảng cáo dài hạn và theo dõi báo chí địa phương, đợi chờ một phép lạ khiến thị trường địa ốc sống lại. Hai căn nhà của Hữu cắm bảng for sale đã cả năm nay, chỉ có một người hỏi và không hề trả giá. Hàng loạt các căn khác thiên hạ nhờ Hữu lên list cũng chìm trong im lặng. Có người sốt ruột khuyên Hữu nên giao nhà của chàng cho ngân hàng, đừng nuôi thêm hy vọng hão huyền nữa, đau lâu tốn thuốc, giữ lại ngày nào phí tiền ngày ấy. Nhưng Hữu không đành lòng, phần vì tiếc của, phần vì vẫn còn tin rằng thị trường sẽ phải phục sinh, không thể cứ trì trệ mãi thế này được. Và lại giao nhà cho ngân hàng cũng chẳng giải quyết được gì, bởi lúc mua Hiệu đặt cọc quá ít, nợ nhà băng quá nhiều. Nhà băng phát mại khi nhà xuống giá thu không đủ phần tiền chàng nợ, có nghĩa là chàng chẳng những đã mất nhà mà vẫn còn thiếu thêm ngân hàng vài chục ngàn nữa. Đúng là cái vũng lầy Hiệu lỡ bước chân xuống, rút ra không được mà càng cựa quậy càng lún sâu thêm. Thực chất con người Hiệu vốn không phải là kẻ ưa bốc đồng vung tay quá chán. Chính Hiệu cũng biết giá nhà tăng một gấp đôi gấp ba trong 2 năm 87-88 không phải là cái giá đích thực của căn nhà, mà do yếu tố tâm lý quần chúng tạo nên. Chẳng qua vì bị lôi cuốn theo nỗi háo hức chung, cộng thêm một chút bất cẩn khi tính toán và một chút lạc quan quá chớn trong khi phân tích thị trường, mà ngày nay Hiệu phải đối diện một bài toán hóc búa hầu như không có giải đáp. Hơn một năm không có lợi tức, credit line 40.000 đã gần hết, hai cái thẻ tín dụng cũng đã đụng tới limit, và ghê nhất là vài món nợ tư nhân lãi suất cắt cổ, tháng tháng chỉ trả tiền lời cũng đủ làm Hiệu hụt hơi. Chàng không biết tính toán thế nào để tìm cho ra lối thoát, cả ngày cứ đăm chiêu suy nghĩ, mấy lần ngồi trên xe vượt cả đèn đỏ suýt gây tai nạn. Về nhà, chàng đứng ngồi không yên, chán ngán nhìn những hóa đơn gửi đến dồn dập. Hai đứa con súp lại kể chuyện, Hiệu hững hờ ra mặt và đôi khi bặn gắt vô cớ. Hiệu hay đứng thơ thẩn ở cửa sổ, ngó ra khu vườn sau, nơi chàng đã chăm chút bãi cỏ xanh tươi và hàng cây ăn trái. Nao nao nhớ lại hôm ăn tân gia, bạn bè kéo đến đông đảo, ai cũng trầm trồ khen ngợi. Có bà hàng xóm bảo Hữu: hai vợ chồng mà với hai đứa con mua nhà lớn quá, ở sao cho hết. Họ nói đúng, nhà Hữu lớn thật, nhưng mai kia sẽ vừa, vì gia đình bên vợ chàng sắp qua thêm 4 người nữa. Và để chuẩn bị đón tiếp, Hữu chiều vợ sắm sửa tất cả mọi thứ cần thiết mà vợ chàng yêu cầu. Bây giờ thì tình hình đã biến đổi, không chắc cái ngày thân nhân bên vợ Hữu qua, họ có còn dịp chui vào căn nhà thênh thang này nữa hay không, bởi chính Hữu cũng không nắm vững được là chàng sẽ còn ở lại đây cho đến bao giờ. Mỗi khi thơ thẩn dạo quanh vườn, Hữu buốt nhói hình dung chỉ trong một tương lai rất gần, chàng sẽ đánh mất tổ ấm này nếu không có một phép lạ. Mà phép lạ nào bây giờ, ngoại trừ trúng lô tô 649 Hữu vẫn mua hàng tuần. Một hôm có người điện thoại đến ngỏ ý muốn mua nhà. Buồn ngủ gặp chiếu manh, chưa biết có hy vọng gì không, nhưng Hữu bật dậy, ăn mặc chỉnh tề, lấy lại phong độ rồi phóng xe đi ngay đến điểm hẹn. Khách là một người đàn bà trẻ, dắt theo đứa con chừng 5 tuổi, đứng chờ Hữu trước cửa một cao ốc trên đường Jean. Hữu dừng xe, bước xuống niềm nở chào, rồi vỗ nhẹ vào vai đứa bé và vui vẻ hỏi: cháu tên gì? Không chờ nó trả lời, Hữu mở cửa, mời hai mẹ con lên và nhập đề: tôi là Hữu, chị biết rồi. Xin lỗi, tôi chưa được biết quý danh của chị. Dạ, tôi tên là Liễu. Hữu chuyển mục: chị mua nhà lúc này thì có hai cái lợi rất là lớn. Thứ nhất là giá nhà đã xuống nhiều, và thứ hai là chị có nhiều cơ hội để chọn lựa, không như mấy tháng trước. Liễu quay lại phía sau bảo con cài seatbelt rồi gật đầu: vâng, hồi đó thì tôi cũng định mua, nhưng mà thấy người ta chụp giật quá, thành ra tôi hoãn lại. Hữu hỏi thăm chi tiết về sở thích của khách: nhà loại gì, nhằm mục đích thương mại hay thuần túy để ở, mấy phòng ngủ, khu vực nào, gần trường học, gần trạm xe bus, subway vân vân. Để rồi cuối cùng chàng đề nghị đưa mẹ con Liễu về văn phòng, mở computer, chọn cho nàng căn nhà thích hợp. Liễu ngần ngại từ chối. Thôi, khỏi mất công anh cứ cho mẹ con tôi đi coi vài căn, được là tôi lấy liền. Hiệu chiều ý nói, vâng, vậy cũng được, nhưng bữa nay chắc là không có được nhiều đâu, bởi chị gọi bất ngờ, tôi mới chỉ lấy hẹn được có 2-3 căn thôi. Giờ này phần lớn chủ nhà đều đi làm, nhà thì rất nhiều, nhưng mà phải hẹn trước để tôi lấy chìa khóa. Liễu vui vẻ nói, vâng, coi 2-3 căn cũng đủ mệt rồi, mai đi tiếp. Hiệu thêm, vâng, tối nay tôi lấy hẹn, ngày mai thì tôi đưa chị đi coi cả ngày cũng được. Rồi Hiệu theo thói quen nghề nghiệp hỏi, ai giới thiệu tôi cho chị vậy? Tôi đọc quảng cáo trên báo. Hiệu gật đầu à một tiếng nhỏ. Liễu lại tò mò hỏi thêm, lúc này nhà còn bán được không anh? Hiệu nhấn mạnh, vẫn được chứ chị, chỉ giảm đôi chút thôi, chừng 30% là cùng. Nói dứt câu, Hiệu nén tiếng thở dài và lảng sang đề tài khác. Chàng thấy ngượng vì lời phát biểu lạc quan của chàng không đúng với sự thật. Hiệu càng ngượng hơn khi liếc mắt nhìn qua bên cạnh, thấy rõ trong ánh mắt Liễu thoáng hiện vẻ ngờ vực và chế giễu. Một người bình thường nhất cũng biết rõ rằng trong cơn suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề nhà cửa đang làm điêu đứng cả thành phố, và đặc biệt cộng đồng người Việt bị tác hại trầm trọng bởi sự đầu tư quá đà, đua nhau mua nhà theo trào lưu thôi thúc, gần như tham dự một trò chơi cờ bạc. Có người mua căn nhà quá lớn, vượt hẳn khả năng tài chính của mình. Có người đáng lẽ chỉ sắm một căn thì lại lạc quan vay thêm second mortgage để tậu thêm 2 hoặc 3 căn khác. Kinh tế cứ bình thường, gồng mình trả nợ ngân hàng cũng đã mệt rồi, huống chi gặp lúc suy thoái. Những sắc dân khác như Ý, Bồ Đào Nha thì vẫn còn mua bán lai rai, chứ riêng cộng đồng người Việt thì mãi lực trên thị trường địa ốc lúc này kể như đã hoàn toàn câm lặng. Im lặng một lúc, Hiệu lại hỏi, thế chị định mua nhà giá cỡ bao nhiêu? Liễu đáp không suy nghĩ, chừng 300.000 trở lại thôi. Hiệu hơi giật mình, vừa mừng vừa lo. Đang rách, bán được căn nhà cỡ này là tốt rồi. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, đưa khách đi coi nhà mà chỉ có riêng vợ hoặc chồng thì thường chẳng bao giờ thành công, chẳng bao giờ close được cái deal dù to hay nhỏ. Biết bao nhiêu lần người vợ đã dứt khoát quyết định, rồi anh chồng chỉ chê một tiếng, chuyện lại không đi đến đâu. Và ngược lại, có những anh chồng hăm hở đòi ký offer, vợ nhíu mày lắc đầu, Hiệu lại ra về tay không. Bởi vậy để tiết kiệm thì giờ, Hiệu luôn luôn đòi có mặt cả hai vợ chồng khi anh đưa đi xem nhà. Ở Bắc Mỹ này, căn nhà là sự nghiệp một đời, không phải là một món hàng tiêu dùng vớ vẩn, cho nên khách hàng nào cũng cân nhắc tỉ mỉ trước khi đặt cọc. Hiệu dè dặt thăm hỏi, nhà 300.000 mua lúc này là nhà khá lớn đấy chị ạ. Thế gia đình chị có đông người không? Câu hỏi ấy chỉ là cách nhập đề lung khởi để Hiệu khám phá cái điều chàng cần biết là Liễu có chồng hay không. Nếu có, Hiệu sẽ hẹn ngày mai hoặc một ngày cuối tuần để cả hai cùng hiện diện. Nhưng Liễu bình thản đáp, ở không hết thì mình cho mướn, phụ trả tiền nhà. Câu trả lời vẫn chưa đúng ý, Hiệu lại vòng vo kể, hôm trước có hai vợ chồng nhờ tôi đưa đi coi căn nhà đồng Blua. Cả hai vợ chồng đều thích lắm, đồng ý ký giấy offer. Thế mà phút chót bà mẹ vợ lại đòi đi coi. Bà cụ chỉ chê có mỗi cái cầu thang hơi dốc. Thế là cả nhà đổi ý không mua nữa. Thành ra đi coi nhà thì nên dẫn cả nhà cùng đi, hoặc ít ra là những người có cái quyền quyết định. Liễu cười nói, tôi thì toàn quyền quyết định, anh cứ yên chí đi. Xe dừng lại trên đường Dufferin trước một căn nhà gạch hẹp ngang và sâu hun hút. Đó chính là căn nhà của Hữu đang cho mướn. Hiệu mở cửa xe cho mẹ con Liễu và giải thích, nhà này 4 phòng chưa kể basement, cho thuê rất tiện là vì có lối đi riêng bên hông. Chàng bước lên thềm, đưa tay ấn chuông, chờ một lát rồi lấy chìa khóa riêng, mở cửa mời Liễu vào. Chàng bật đèn rồi dẫn hai mẹ con đi một vòng khắp các ngõ ngách, xuống cả basement và chui ra cái sân nhỏ phía sau. Chàng toan đưa Liễu lên lầu, nhưng biết có người trên đó nên chàng chỉ đứng ở chân thang và bảo, Trên đó còn 2 phòng ngủ nữa, rộng rãi lắm. Nét mặt Liễu bình thản đến độ hờ hững. Có lẽ nàng chê căn nhà cũ quá, Hữu đoán thế và lại lên tiếng phân trần. Nhà trong phố thì căn nào cũng đại khái như thế này thôi, nhưng mà được cái thì tiện đường xe bus, bước ra cửa là có trạm ngay, xéo bên kia là trường học. Liễu gật đầu theo Hữu ra cửa. Đứa con nàng đứng trên thềm chỉ tay ra phía ngã tư và nói: "Mẹ ơi, McDonald's kia." Hữu vừa khóa cửa vừa quay lại bảo: Cháu muốn anh McDonald's hả? Được, lên xe đi, chú đưa qua." Liễu nói bâng cua: "Tối ngày chỉ ăn toàn đồ Tây, thức ăn Việt món nào nó cũng chê." Rồi nàng cúi xuống bảo đứa bé: "Con ăn gì thì cho bác biết, bác mua cho, hamburger hay là Big Mac?" Nghe câu nói dịu dàng và lịch sự của Liễu, đến mấy phút sau ngồi trong xe, Hiệu mới nhận ra sự vô lý của nó. Dường như Liễu coi việc mua McDonald's cho con nàng là một bổn phận tự nhiên của Hiệu. Có nghĩa là khi một người Asian đưa khách đi qua nhà thì phải mời khách ăn trưa luôn, dù chưa biết người ấy sẽ có mua nhà hay không. Dĩ nhiên cho đứa nhỏ ăn một chầu McDonald's đến vỡ bụng cũng chẳng tốn bao nhiêu, nhưng Hiệu thấy buồn lòng vì Liễu coi đó là trách nhiệm tự nhiên của người bán nhà. Và cứ thế liên tiếp trong 3 ngày. Buổi sáng khoảng 10 giờ Hiệu đem xe lại đón, chạy vòng vòng coi nhà, ghé tiệm phở ăn trưa, tạt vào McDonald's mua hamburger cho đứa bé, rồi chiều tối lại chở mẹ con Liễu về. Tính ra từ đông sang tây cả chục căn rồi mà Liễu vẫn chưa ưng ý. Cũng không sao, lúc này Hiệu rảnh rỗi lắm, và lại kinh nghiệm nghề nghiệp cho thấy khách hàng nhiều người rất khó tính, bán buôn phải chiều khách là điều tự nhiên. Sang ngày thứ tư thì Hiệu phun Liễu để lại đón và đưa nàng đi, thì nàng thẳng thắn bảo Hữu: "Thôi anh khỏi tới nữa, tôi đổi ý, không có mua nhà nữa đâu. Định dùng tiền mở business, anh cả phiền nhé." Hiệu níu kéo vài câu rồi buông điện thoại. Chàng thờ thẫn lái xe đến văn phòng. Công ty địa ốc lúc này vắng ngắt, tiếng phôn lâu lâu mới lại vang lên. Đồng nghiệp quá nửa đã bỏ nghề đi tìm việc khác, và đó mới thực là một thảm cảnh. Người ta đi lên thì thanh thang, đi xuống thì quá vất vả. Đã quen nghề tự do ăn trắng mặc trơn, đã quen tiêu pha rộng rãi, bây giờ quay về hãng xưởng, giờ giấc bó buộc, đồng lương cố định, người nào cũng cảm thấy tù túng khó chịu. Mà nói thế thôi, chứ lúc kinh tế suy thoái, muốn tìm một công việc 7-8 đồng trong xí nghiệp cũng hết sức lao đao, không phải dễ kiếm. Một tuần sau lại có người điện thoại cho Hữu, ngỏ ý muốn mua nhà. Nhớ đến Liễu, đến những ngày vừa qua bị Liễu gạt, bắt Hữu làm tài xế đưa mẹ con nàng chạy rong khắp thành phố. Hữu như con chim đậu cành mềm, ngần ngại không muốn tiếp khách nữa. Nhưng cái nghề của chàng đòi hỏi phải như vậy, không chiều khách thì quit job cho rồi. Hữu miễn cưỡng lấy hẹn và tự nhủ trong lòng rằng chàng sẽ phải cẩn trọng, phán đoán ngay từ phút đầu xem khách có thực lòng muốn mua nhà hay là lại giở trò lợi dụng, bắt chàng đưa đi vòng vòng rồi đổi ý giống như Liễu. Buổi trưa hôm ấy, Hữu lái xe đến điểm hẹn trước một cao ốc cũ kỹ mà chàng biết dân cư trong đó phần lớn là người lãnh trợ cấp xã hội nhưng làm việc thêm lãnh tiền mặt. Nói cách khác, họ giàu hơn Hữu, giàu hơn nhiều người cổ cồn cà vạt, ngày ngày xách Samsonite tới văn phòng. Hữu dừng xe chăm chú quan sát trước khi bước xuống. Chàng thở phào nhẹ nhõm, lấy lại niềm tin vì khách là một cặp vợ chồng đứng tuổi, nét mặt nghiêm chỉnh và lịch sự, chắc chắn không bỏ thì giờ đi coi nhà nếu thật lòng họ không muốn mua. Hữu tiến lại tự giới thiệu mình rồi mời họ lên xe. Sau vài câu giáo đầu quen thuộc về hiện tình địa ốc mà lần nào gặp khách chàng cũng phải nhập đề, Hữu xoay người ân cần hỏi: "Dạ, tôi hỏi điều này không phải là tò mò, nhưng mà để tiết kiệm thì giờ cho ông bà, xin ông bà cho biết là ông bà có ý định mua nhà chừng bao nhiêu tiền, mấy phòng ngủ?" Ông chồng toan lên tiếng thì bà vợ nhanh nhẹn trả lời Hữu: Độ 200.000 đổ lại thôi, nhà lúc này rẻ đi nhiều rồi, phải không ông? Tôi nghe người ta bảo là nhiều căn nhà đẹp lắm mà chỉ độ 150-160, có phải không ạ?" Hữu cười: "Thưa bà, giá nào cũng có, 130-140 bà cũng mua được rồi. Nhưng trong nghề thì tôi xin thưa thật với ông bà là phải khoảng 180 trở lên thì mới ở được. Nhưng mà thôi, mời ông bà cứ đi xem rồi ông bà quyết định. Thế là Hiệu đưa khách đi coi, cứ mỗi ngày vài căn. Cả hai xem chừng rất tha thiết muốn mua. Bà vợ giải thích với Hiệu: đứa con gái lớn của tôi thất nghiệp cả nửa năm nay rồi. Thằng chồng nó đang làm ở hãng mộc thì cũng bị nghỉ việc vì hãng đã đóng cửa. Tôi mới bàn với ông nhà tôi là thôi cứ mua căn nhà nho nhỏ rồi cho chúng nó về ở chung. Hiệu đưa đẩy: vâng, ông bà tính vậy cũng phải. Sang ngày thứ năm thì khách gặp một căn nhà rất ưng ý, mà gia chủ là một đồng hương đang gặp cảnh túng quẫn, cần phải bán gấp. Hai vợ chồng trở đi trở lại đến 3 lần, trầm trồ khen ngợi và xem xét rất tỉ mỉ từng góc cạnh. Thương vụ kể như nắm chắc trong tay. Món tiền huê hồng tuy không lớn nhưng cũng là nguồn an ủi cho Hiệu trong lúc này. Ấy thế mà rồi vẫn là chuyện đầu voi đuôi chuột, chẳng đi đến đâu. Khách bỗng dưng bỏ ngang, không offer, cũng chẳng đòi coi lại căn nhà đó nữa, dù Hữu hết lời níu kéo. Ít lâu sau, Hữu tình cờ đi ngang căn nhà ấy thì thấy hai vợ chồng đã dọn vào rồi. Hóa ra họ âm thầm trực tiếp mua thẳng của chủ, không qua trung gian agent. Người mua được giảm giá đôi chút vì người bán không phải chi tiền hoa hồng cho Hữu. Hữu buồn khôn tả, chàng ngồi đăm chiêu hàng giờ trong văn phòng và nghiệm ra một chân lý rất lạ lùng của cuộc đời, là khi thời vận đến với chàng thì tiền bạc vôi như nước, mà khi bĩ cực thì chỉ cần 1.000 đồng hay vài trăm bạc cũng kiếm mãi không ra. Chiều nay Hiệu lại đến văn phòng với bộ mặt thảm não như thường lệ. Cô thư ký ngẩng lên chào Hiệu rồi bảo: có cái bà nào lúc nãy đến ngồi chờ anh cả tiếng đồng hồ. Tôi phone về nhà cho anh mấy lần nhưng mà không gặp. Cô trao cho chàng một sấp message người ta gọi tới lúc Hiệu vắng mặt. Chàng đón lấy, liếc nhanh từng tờ và ngao ngán thở dài. Toàn những số điện thoại và những cái tên quen thuộc. 2 tờ báo đòi tiền quảng cáo đã nửa năm nay Hiệu chưa trả. Hãng xe yêu cầu chàng gọi lại vì tháng rồi chàng ký check không tiền bảo chứng. Hiệu thấy xấu hổ với chính mình, bởi thực chất con người chàng vốn tự trọng, luôn luôn đề phòng những tai tiếng về tiền bạc. Không ngờ hoàn cảnh đưa đẩy chàng vấp phải cái lỗi mà chàng không bao giờ muốn phạm. Hiệu lật tiếp mấy mẩu giấy nhắn tin. Một người thuê nhà gọi chàng đến thụt lỗ Cầu Tiêu bị nghẹt. Một người khác báo tin cho Hiệu biết cuối tháng này sẽ dọn ra, không mướn căn nhà của Hiệu ở đường Dufferin nữa. Hiệu đau nhói trong lòng, tuy không ngạc nhiên lắm bởi người đó đã ngỏ ý từ tháng trước. Hiệu đã bất đắc dĩ phải giảm giá thuê, nhưng người ta thất nghiệp phải dọn ra để nhập chung với gia đình người quen. Hiệu bước vào bàn của mình, mệt mỏi ngồi xuống đưa mắt nhìn quanh. Sâu tít trong phòng, Hiệu thấy Phiên đang khoáng cà phê. Cả công ty có lẽ chỉ còn mình Phiên đứng vững. Ông là một tay địa ốc già dặn và cẩn trọng. Chính ông đưa Hiệu vào nghề và thường ân cần giảng cho chàng những kinh nghiệm hữu hiệu của công việc bán nhà. Và cũng chính ông thường khuyên Hiệu phải nắm lấy thời cơ để đầu tư bất động sản. Ông lấy tờ giấy viết những con số và bảo Hiệu: nếu ông có 100.000 đem gửi ngân hàng, lãi suất khoảng 8 hoặc 9% compound interest, thì 8 năm sau 100.000 sẽ tăng gấp đôi, nghĩa là ông có 200.000. Nhưng cái 100.000 tiền lời đó ông sẽ phải nộp thuế, thành ra chỉ còn khoảng 60.000 mà thôi. Lại phải nhớ rằng mức lạm phát chính thức mà chính phủ công bố hàng năm là từ 4 đến 5%, nghĩa là cứ 1 đồng bạc năm nay thì chỉ trị giá 95 xu năm tới. Ông làm thử một con tính, ông sẽ thấy tổng số tiền lời 100.000 sau khi trừ thuế và trừ tỷ lệ lạm phát, ông chỉ còn chừng 40.000. Chưa kể trong 8 năm đó ông vẫn phải đi mướn nhà, trả tiền thuê hàng tháng, thành ra bao nhiêu tiền lời chỉ để trả tiền mướn nhà. Cho nên thà rằng ông đem 100.000 đó mua nhà. Nhà có lúc lên lúc xuống nhưng chỉ là nhất thời. Về đường dài đó thì nhà không bao giờ lỗ. Lúc lên ông phải biết lợi dụng thời cơ, lúc xuống ông phải cố gắng cầm cự để chờ thời. Những điều Phiên nói ra không phải chỉ là lời giao hàng của một chuyên viên địa ốc nhằm dụ dỗ người ta mua nhà, mà là những dữ kiện có thật dựa trên các thống kê của nhiều giáo sư đại học chuyên về tài chính. Trong suốt 30 năm qua, từ 60 đến 90, ngành đầu tư đã chứng tỏ rằng nhà cửa đem lại lợi nhuận cao nhất, vượt cả thị trường chứng khoán, vàng bạc và công khố phiếu. Canada Saving Bonds là phương thức đầu tư vững chắc nhất, có lúc tiền lời đến 19.5% như năm 82, nhưng tính đổ đồng nhiều năm, lãi suất trung bình chỉ có 7%, trong khi nhà đất được ghi nhận trung bình là 12%. Dĩ nhiên, những thăng trầm bất khả kháng của thị trường, lúc tăng vọt như điên dại, lúc mất giá một cách thảm thương, đều chỉ là những chặng đường ngắn ngủi rồi sẽ qua đi. Về lâu về dài, địa ốc vẫn là cái nơi an toàn của mọi người, miễn đừng coi đó là một canh bạc nhất thời. Đồng nghiệp trong công ty không ngạc nhiên thấy Phiên thành công, bởi ông là người mực thước, biết lui biết tiến. Nhờ vậy giờ này, trong khi bao nhiêu đồng nghiệp điêu đứng, thì ông rất bình thản, bởi ông chỉ có một căn nhà để ở, mortgage nhẹ nhàng, thất nghiệp cũng không sao. Lúc thị trường lên cao điểm, ông cũng đã nắm bắt thời cơ, mua đi bán lại sang tay nhanh chóng, mỗi căn kiếm chút ít ném dần vào căn nhà căn bản của mình, chuẩn bị tinh thần cho thời kỳ tuột dốc hôm nay. Phiên bưng tách cà phê lại bên bàn hiệu, kéo ghế ngồi và hỏi: "Tuần rồi tôi thấy ông chạy bên phố Tàu Đông, tôi bấm còi nhưng ông không để ý. Hình như là ông chở mẹ con bà Liễu phải không?" Hiệu ưỡn người dựa vào thành ghế, chán nản đáp: "Đưa bà ấy đi coi cả chục căn mà chán thua gì cả." Phiên uống hớp cà phê rồi nhìn Hiệu chia sẻ: "Ông bị tổ trác rồi." Hiệu giật mình quay lại trố mắt nhìn. Phiên chậm rãi giải thích: "Con nhỏ đó chuyên môn phá người ta không à? Ông thấy mặt mũi nó hiền lành dễ thương, nói năng tử tế, cứ y như là ma sơ. Ông lầm chết ạ. Một thời thành cha Hoạch cũng chết lên chết xuống, ném bỏ vợ con vì nó đấy." Hiệu càng tò mò: "Ông nói nó phá là phá làm sao?" Phiên kể: "Con nhỏ nó làm gì có tiền mà mua nhà, lãnh trợ cấp single mother ở nhà chính phủ tháng có mấy trăm bạc, nó làm sao mua nhà nổi. Hai mẹ con cứ lâu lâu lại mở báo biếu ra, lật trang quảng cáo rồi kêu đại một ông địa ốc đến, chở hai mẹ con đi chơi vòng vòng thành phố cho đỡ buồn. Thằng con đang nghỉ hè mà. Tôi bị rồi, cả chục thằng bị rồi chứ đâu phải riêng ông." Hiệu thấy nghẹn ở cổ, lặng người không nói được gì nữa. Phiên bưng tách cà phê đứng dậy và buồn rầu tiếp: "Mất thì giờ tốn xăng vô ích, mà lại còn phải mua McDonald's cho thằng con của cái bà ấy nữa." Hiệu ngượng ngùng cười khẩy: "Đúng là tai nạn nghề nghiệp." Phiên lắc đầu thông cảm, dù Hiệu đi uống cà phê nhưng chẳng thoái thác. Nói đúng ra thì lúc này Hiệu ngại đi phố lắm, tránh tụ tập ở các nơi công cộng. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hai ba chủ nợ hễ gặp chàng là túm lấy đòi tiền. Cái điện thoại cầm tay từ mấy tháng nay không dùng tới nữa. Chiếc xe BMW mướn dài hạn, cố gắng cầm cự để giữ phong độ bề ngoài, chắc chắn cũng chỉ nội tháng này phải trả lại vì tài chính kiệt quệ. Chàng ngồi đăm chiêu một lúc rồi vói tay ấn nút bật cái tivi nhỏ đặt trên chiếc kệ đóng cao trên tường. Ông Tom Vũ mặt tròn quay, đứng trên du thuyền bên cạnh hàng chục nàng kiều nữ mặc bikini nằm phơi mông dưới ánh nắng giữa đại dương lộng gió. Ông phồng mang trợn mắt thuyết phục thiên hạ đầu tư vào địa ốc để làm giàu, bởi vì theo ông, nếu muốn có ngày được rong chơi bên bầy con gái như ông thì chỉ có con đường duy nhất là tạo mãi bất động sản mà thôi. Giọng anh văn nhà quê một cách cố tình của ông được lặp đi lặp lại cả trăm lần mỗi ngày trên băng tần quảng cáo độc quyền về nhà cửa. Đem một người Mỹ có bằng cấp cao ra biểu diễn chắc chắn sẽ không ăn khách bằng đưa một người tị nạn ít học làm tấm gương về sự thành công. Cho nên mặc dù ông Tom Vũ có thể nói tiếng Anh khá hơn, các cố vấn của ông vẫn nhất định bắt ông phải giữ nguyên cách phát âm rất bình dân đó để nhấn mạnh rằng "If I can do it, anybody can do it." Hiệu cũng đã một thời say mê Tom Vũ, bỏ thì giờ đến dự seminar, mua băng mua sách về học hỏi kinh nghiệm, mơ một ngày trở thành tay tư bản. Nhưng mộng chưa thành thì đã lâm vào ngõ cụt. Hiệu thở mạnh, tắt tivi và hững hờ mở một tờ nhật báo ra xem. Lãi suất vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ hạ thấp, mà các hãng xưởng thì vẫn đua nhau sa thải công nhân. Chàng quăng tờ báo, cầm sâu chìa khóa, đứng dậy uể oải bước ra cửa. Chàng vòng lối sau, men theo hành lang rẽ sang con đường nhỏ nơi chàng và bạn bè thường đậu xe. Bỗng thấy bên kia đường có một bóng người quen. Hiệu giật mình thụt lại, nấp vào gốc cây, đăm đăm ngó sang quan sát, rồi nhẹ nhàng lùi dần cho đến khi chạm vào bức tường. Cua tay mở cửa, lao vội vào. Chàng trở lại văn phòng, kéo ghế ngồi thở. Người đứng chờ Hiệu ở đường hẻm phía sau building mà Hiệu vừa chạy trốn chính là bà chủ hụi mà chàng thiếu nợ đã mấy tháng. Cơn sốt nhà cửa năm 88 như một thứ á phiện có ma lực quyến rũ, đến nỗi Hiệu hốt hụi non và đi vay lãi để lấy tiền đặt cọc. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, chàng mới thấy mình quá vụng tính. Đóng hụi mà hốt non thì chẳng có thứ lãi suất nào cắt cổ hơn. Vay lời của tư nhân cũng là một thứ dây thừng siết cổ. Thế mà chàng lại dùng cả hai phương thức đó để đao nhà. Thử hỏi bán một căn nhà lời bao nhiêu để bù lại khoản tiền lời chàng nộp cho chủ hụi và chủ nợ hàng tháng. Bây giờ thì tiêu tan mọi hy vọng, mà mấy món nợ cứ phải gồng mình trên vai. Chàng làm ăn trong cộng đồng, sống bám vào cộng đồng, nên chủ tâm giữ chữ tín đến mức tối đa, nhất là về mặt tiền bạc. Nhưng trời chẳng chiều lòng người, đến nước này thì đành mối mặt trốn nợ. Chủ hụi điện thoại rục rã, chàng cứ khất lần mãi. Bất đắc dĩ, bà phải đến tận văn phòng của Hiệu và trách móc. Tôi biết đây là chỗ làm việc của ông, tôi không có muốn nói chuyện tiền bạc, sợ mang tiếng ông. Nhưng mà ông không đóng hụi cho tôi thì tôi lấy tiền đâu mà trồng cho người ta. Hiệu ú ớ phân trần vài câu rồi ký chi phiếu, dù chàng biết chắc trong chương mục không có đủ số tiền chàng ký. Vài hôm sau, chủ hụi đến tận nhà và nói thẳng, từ nay dứt khoát không nhận check của Hiệu nữa. Cả hai cùng khổ sở. Hụi hè là một thứ tín dụng dựa trên lòng tin giữa những người quen biết nhau. Chính vì thế nó có tính cách dây chuyền, nương dựa vào nhau như những quân bài domino. Hễ một quân đổ thì những quân khác dễ dàng đổ theo. Hiệu giật hụi làm lung lay niềm tin của những tay khác, khiến ai cũng nóng ruột đòi hốt hụi ngay vì sợ để lâu nguy hiểm. Bởi vậy chủ hụi đôi khi bị giật mà vẫn phải ngậm đắng nuốt cay, không dám cho người khác biết. Ngồi một lúc khá lâu, Hiệu đứng dậy mon men tiến lại bức tường phía sau văn phòng, ngó qua cửa sổ. Chàng ngạc nhiên mừng rỡ vì thấy người đàn bà không còn ở đó nữa. Có lẽ chàng chỉ lo hão, người ta tình cờ đi ngang chứ không chủ tâm đứng rình chàng. Tuy vậy Hiệu vẫn không dám ra ngay. Chàng đăm đăm quan sát một lúc cho chắc ăn. Chàng thấy một viên cảnh sát tiến lại đầu xe của chàng, ghi giấy phạt vì đã đến giờ cấm đậu. Hiệu thở dài lẩm bẩm thành tiếng, lại mất mấy chục bạc. Cùng với tiếng than ấy, Hiệu nhớ lại cái thời cực thịnh của mình 2 năm về trước. Chàng đậu xe bừa bãi khắp thành phố bất kể bảng cấm. Tiền Hiệu kiếm dễ dàng mà parking ticket chỉ có 10 mấy đồng. Nhiều hôm nhận 3-4 tờ giấy vàng, Hiệu nhìn khinh bỉ vì thấy món tiền không đáng để chàng bận tâm. Bây giờ thì 20 đồng đã là lớn, bởi cả năm nay Hiệu không kiếm ra đến 20 bạc. Chờ người cảnh sát đi khỏi, Hiệu đẩy cửa bước ra, vừa đi vừa lấm lét nhìn chiếc BMW của mình xem bà chủ nợ có ẩn núp đâu đó để xông ra chụp lấy chàng hay không. Hiệu ngó sang bên kia con đường nhỏ, chẳng có ai. Chàng tháo tờ giấy phạt nhét vào túi quần rồi mở cửa xe chui vào. Về tới nhà, chàng thấy hai đứa con đang đuổi nhau trên sân cỏ, tiếng cười hồn nhiên vang lên từng chập. Bỗng dưng chàng đau nhói tội nghiệp vì chỉ nay mai chúng sẽ phải xa căn nhà này, quay về một cái apartment nghèo nàn nào đó, thiếu một khu vườn cho chúng đùa giỡn, một mảnh sân cho chúng tung tăng mùa hè. Hiệu đặt chiếc Samsonite trên thềm trước cửa ra vào rồi tiến lại chơi với các con. Quỳnh từ trong nhà bước ra, tay cầm tờ giấy, vui vẻ bảo Hiệu: Em vừa mới phone cho anh, nhưng mà anh đi rồi. Có thư ở bên New York, như vậy là chắc chắn gia đình em sắp qua rồi đó. Hiệu cố nở nụ cười làm bộ hớn hở: Bảo lãnh cả 7-8 năm rồi còn gì nữa. Quỳnh thản nhiên tiếp: Họ bắt phải trả tiền vé máy bay trước anh à. Mai anh ra anh mua money order gửi cho họ nhé. Hiệu quay mặt đi chỗ khác, che giấu nét bối rối. Điều này chàng đã biết từ lâu. Những năm gần đây chính phủ Canada không ứng tiền trước cho người đi đoàn tụ nữa, bởi cho vay thì nhiều mà thu lại được rất ít. Hơn thế nữa, kinh tế Canada càng ngày càng xuống dốc, mọi thứ chi tiêu công cộng đều phải cắt giảm. Biết thế, Quỳnh nhiều lần nhắc chồng mở hẳn một chương mục tiết kiệm đặc biệt, bỏ riêng ra một ngân khoản để bất chợt khi nào bộ di trú thông báo thì có ngay. Hiệu đã làm theo và hứa với vợ là không bao giờ đụng đến món tiền 8.000 Mỹ Kim đó. Nhưng hứa là một chuyện, gặp lúc túng quẫn chẳng còn cách nào khác. Chàng đành từ từ lôi ra trả mortgage mà Quỳnh không hề biết. Giờ này nàng vẫn tưởng tiền vé máy bay cho gia đình nàng đã sẵn sàng và Hiệu chỉ việc lấy ra. Hiệu cố giữ giọng bình tĩnh hỏi: "Bao nhiêu một người em nhỉ?" 1.250 Mỹ Kim. Em tính rồi, tổng cộng mất tất cả là chừng 8.000 tiền Canada thôi. Mai em đi với anh ra nhà băng, gửi tiền xong thì em đánh điện tín về cho bố mẹ em mừng. Hiệu miễn cưỡng gật đầu rồi lảng nhanh sang đề tài khác. Hôm nay có thư từ gì không em? Quỳnh gật đầu. Có, em để trên bàn đó. Chắc chỉ toàn là bill thôi anh à. Hiệu uể oải đứng dậy bước vào nhà. Chàng vừa cởi áo vest vừa tiến lại bàn ăn, nhìn mấy cái phong bì xếp thành một sấp ngay ngắn. Từ bao nhiêu năm nay, mọi thứ chi tiêu trong nhà, hay nói đúng hơn, việc quản trị tài chính gia đình hoàn toàn do bàn tay của Hữu. Vợ chàng không can dự vào. Thư từ gửi đến, nếu không phải là của gia đình nàng từ Việt Nam, Quỳnh không bao giờ mở ra coi. Quỳnh giao hết mọi việc quán xuyến cho chồng và nàng tin ở khả năng của Hữu. Chính vì thế, cơn gia biến hiện nay đã trầm trọng lắm mà Quỳnh vẫn chưa nắm vững. Công việc làm ăn của Hiệu gặp khó khăn, giá nhà trên đà tuột dốc. Những tin tức ấy thì Quỳnh có biết, nhưng biết một cách đại khái và không cảm thấy lo ngại lắm, bởi Hiệu vẫn hàng ngày trấn an vợ. Những vay mượn chồng chất của Hiệu ở ngân hàng ngoài phố Tàu, Quỳnh hoàn toàn không được thông báo. Cho nên giữa cảnh dầu sôi lửa bỏng như hôm nay mà Quỳnh vẫn bình thản như con chim làm tổ trên nóc nhà mà không biết căn nhà đang bốc cháy. Phải nói thật rằng chính sự hiền lành và thái độ thụ động quá đáng đó của Quỳnh đã một phần nào làm hại chồng mà nàng không biết. Những ngày Hiệu kiếm tiền dễ dàng, Hiệu chi tiêu những gì, đầu tư ở đâu, Quỳnh không bao giờ để mắt tới, cũng không bao giờ nhắc nhở chồng phải dành dụm để đề phòng khi kinh tế suy thoái. Nàng cho rằng cái nghề của Hiệu đòi hỏi chàng phải đi ra ngoài nhiều, giao dịch rộng, vắng nhà thường xuyên, và càng vắng nhà nhiều thì lợi tức thu nhập càng khá. Nàng không để ý đến những lạm dụng của Hiệu, những buổi tối tụ tập bạn bè ăn nhậu, đấm bóp tắm hơi, những đêm dạ vũ cuối tuần, những gặp gỡ kín đáo không hề dính dáng xa gần gì đến việc mua bán nhà cửa. Một cô ca sĩ từ Mỹ qua hát nhạc kích động, ăn mặc sexy trên sân khấu, Hiệu sẵn sàng nhét vào cặp quần cô cả $1.000 để yêu cầu một bài ca nhằm tạo sự chú ý giữa đám đông. Hiệu hân hoan đưa cô đi shopping, trao credit card cho cô, tha hồ muốn mua gì cũng được. Quỳnh thì dĩ nhiên không biết điều đó, cứ đinh ninh chồng đang vất vả ngược xuôi lo làm ăn. Cho nên muốn gửi về giúp gia đình bên Việt Nam có vài trăm bạc mà Quỳnh cũng đắn đo mãi mới dám mở miệng hỏi chồng. Tệ hại nhất là khoảng giữa năm 88, Hiệu gian díu với một người đàn bà mới ly dị. Gọi là tiếng sét ái tình thì có lẽ không đúng, bởi khi người đàn bà 36 tuổi đó nhan sắc chẳng có gì hấp dẫn lắm, mà so với Quỳnh thì càng kém xa cả về vóc dáng lẫn tư cách. Nhưng đàn ông khi dư tiền thừa bạc thì vẫn thường hay sinh tật thèm của lạ. Hậu gặp Thi trong bữa tiệc khui hụi tổ chức hàng tháng tại một nhà hàng Tàu. Những người lãnh tiền single mother như Thi đôi khi lại giàu hơn cả những người đi làm ngày 8 tiếng. Phần hụi mỗi tháng cả $1.000 mà không hiểu nhờ nguồn tiền ở đâu, Thi vẫn tham gia liên tục. Hai người ngồi bên nhau, trò chuyện tương đắc, dễ dàng trở nên thân tình. Rồi Thi nhờ Hiệu cho quá giang về nhà. Từ ngày bỏ chồng, Thi thuê căn phòng nhỏ, sống chung với đứa con gái 10 tuổi. Cái apartment một buồng ngủ ấy chỉ mấy tháng sau trở thành tổ ấm hẹn hò của Hiệu và Thi, diễn ra những cuộc mây mưa vụng trộm giữa ban ngày khi con Thi đi học. Cuộc tình càng ngày càng lún sâu hơn. Nếu cứ kéo dài theo đà này thì Hiệu có thể dám bỏ Quỳnh để chấp nối hẳn với Thi. Hiệu thấy ra vào bên Đinh mãi cũng bất tiện vì dễ gặp người quen. Cho nên bước đầu tiên Hiệu nảy ra ý định mua cho Thi hẳn một căn nhà nhỏ làm chỗ lui tới. Nhà đang cao giá, ít lắm cũng phải đặt cọc khoảng 50.000, mà Hiệu thì không có sẵn nhiều tiền mặt. Nhưng chuyện ấy dễ giải quyết lắm, bởi Hiệu đã có thừa kinh nghiệm. Căn nhà chính mà Hiệu và Quỳnh đang ở đứng trên chung hai vợ chồng. Hồi mua chỉ có 200 ngàn, nhưng nhờ thị trường tăng vọt nên bây giờ được ngân hàng định giá lại là trên 300. Như thế có nghĩa là Hiệu chỉ việc dùng căn nhà của mình làm thế chân, ra nhà băng vay second mortgage ôm về vài chục ngàn một cách dễ dàng. Nhà đứng tên chung cần 2 chữ ký, chuyện ấy cũng dễ giải quyết lắm, bởi xã hội bên này người ta tin nhau, không ai cật vấn lôi thôi, trừ khi xảy ra chuyện rắc rối phải nhờ đến tòa án. Hiệu bảo Thi giả chữ ký của Quỳnh rồi dẫn Thi ra ngân hàng để cả hai cùng ký tên mượn second mortgage. Mà thật ra thì Hiệu chẳng cần phải đưa Thi ra nhà băng cũng được, chàng chỉ cần cầm lá đơn về giả chữ ký của Quỳnh. Hiệu hân hoan vác 60 ngàn trao cho Thi, 50 dùng để down payment và 10 ngàn sắm giường tủ cùng các đồ gia dụng trong nhà. Lúc làm giấy tờ, Thi làm bộ sửng sốt vờ vịt hỏi Hiệu: "Đứng tên chung cả anh lẫn em chứ, sao lại chỉ có tên em là thế nào?" Hiệu cười thành thật: "Anh đứng tên chung với em rồi vợ anh nó biết được nó bóp cổ anh à?" Thi gật gù hiểu ra, sung sướng vô cùng, nhưng vẫn nhăn nhó tỏ vài cử chỉ ái ngại để Hiệu hiểu rằng nàng không tham lam. Nàng nói một câu vô nghĩa: "Thôi được rồi, nhà là nhà của anh, nhưng mà cứ coi như là anh nhờ em đứng tên. Khi nào mà anh muốn bán hay là muốn lấy lại thì cứ bảo em đưa liền." Thế là từ đó trên lưng Hiệu cõng thêm một món nợ mới. Nó không nặng nề lắm khi thị trường địa ốc còn phát đạt, Hiệu còn có tiền hoa hồng vô túi đều đặn. Chẳng những Hiệu không thèm bận tâm đến khoản tiền 60 ngàn đã mua nhà cho Thi, mà ngay cả tiền mortgage hàng tháng, đôi khi Thi chỉ cần gần xa ngỏ ý, Hiệu cũng ký check đưa ngay cho nàng. Mặc dầu lãi suất Thi vay rất cao vì nàng không có việc làm cố định, không mượn nổi ở ngân hàng. Thời kỳ trăng mật hạnh phúc ấy kéo dài được hơn 1 năm thì tình hình đổi khác, mà đổi khác rất nhanh. Hiệu không kiếm ra tiền nữa, chàng chạy đôn chạy đáo phờ phạc lo gánh nặng mấy căn nhà chàng đang sở hữu, ít khi còn rảnh rang đầu óc để phụ tiền mortgage cho Thi. Thi dường như cũng biết thế cho nên không mở miệng hỏi nữa. Chỉ có Quỳnh, vợ chàng, là vẫn điềm tĩnh như không, chẳng biết gì về tình trạng điêu đứng của chồng. Một hôm Hiệu u sầu trở lại tìm Thi sau đến cả 2 tháng trời không gặp mặt. Lúc này chàng kẹt tiền quá, cần thanh toán gấp món nợ chỉ có mấy ngàn mà chủ nợ cứ réo ầm lên suốt ngày. Bất đắc dĩ, Hiệu phải ghé qua nhà Thi, may ra mượn tạm được của nàng chút ít trăng. Chàng đưa tay gõ cửa rồi cúi đầu đứng đợi trên hành lang. Mấy khóm hồng trước cửa đang mùa nở rộ, chen đua khoe sắc trong ánh nắng chiều. Chính Hiệu đã đưa Thi đi mua năm ngoái và chọn cho nàng những màu nàng thích. Cánh cửa hé mở, một người đàn ông cỡ tuổi Hiệu, mặc quần jean áo thun, thò đầu ra ngơ ngác nhìn Hiệu và ngạc nhiên hỏi: "Ông tìm ai?" Hiệu trố mắt nhìn người đàn ông xa lạ và ú ớ hỏi lại: "Thưa, đây có phải nhà cô Thi không ạ?" Người đàn ông gật đầu đáp: "Vâng, nhưng ông là ai? Ông kiếm vợ tôi có việc gì không?" Hiệu nhanh trí nở nụ cười gượng gạo: Thưa không có gì. Năm ngoái tôi bán căn nhà này cho bà xã anh. Bữa nay tình cờ đi ngang thì tôi ghé vào thăm, khách hàng cũ mà." Người đàn ông gật đầu nhìn Hiệu thông cảm rồi nói: "Vợ tôi đi làm, bà ấy về thì tôi sẽ nói lại." Hiệu bắt tay từ giã rồi ra xe phóng đi, mừng thầm là vì muốn dành sự bất ngờ cho Thi nên không phone trước. Giả như chàng điện thoại đến rồi cứ yên trí nhà Thi chỉ có mình nàng, và chàng vô tình nói những lời âu yếm thì đổ nợ. Trên đường về nhà, Hiệu nghĩ ngợi bâng khuâng và chợt thấy tiếc đã quăng đi hơn 60 ngàn để mua căn nhà làm tổ ấm cho gã đàn ông khác. Chàng thốt nghĩ đến Quỳnh và lòng quặn đau vì Quỳnh chắt chiu từng chục bạc, trong khi Hiệu cứ vung tay quá chán. Bây giờ biết hối thì đã muộn. Hiệu chờ thêm 2 tuần nữa thì có dịp gặp Thi một mình. Đó là bữa tiệc khui hội như thường lệ. Lần này Hiệu không ngồi sát bên cạnh Thi nữa, chẳng phải vì chàng ngại mà vì chàng đến trễ, chỉ còn một chỗ trống đối diện. Thi vẫn điềm tĩnh nói chuyện vui vẻ với chàng như không hề có chuyện gì xảy ra. Mãi đến khi ra khỏi nhà hàng, chàng mới chờ lúc vắng người, chạy theo Thi và nói nhỏ: "Hôm trước anh ghé tìm em nhưng mà không gặp. Có ông nào xưng là chồng em chạy ra hỏi anh tìm ai?" Thi thản nhiên đáp: "Vâng, chồng em chứ ai nữa. Nói để anh mừng cho em. Chúng em xa nhau mấy năm rồi. Bây giờ thì anh ấy nghĩ lại về xin lỗi em. Em thấy tội nghiệp cho về. Với lại còn con em nữa chứ. Cha mẹ mà ly dị thì con cái cũng khó nên người lắm. Ai cũng bảo thế. Cho nên thôi thì 9 bỏ là 10. Chúng em quyết định sum họp lại. Vậy thôi. Hữu ứa thêm vài câu vô nghĩa nữa rồi ngần ngại ngỏ lời. Anh lúc này anh kẹt quá, chắc em cũng biết. Thi trố mắt hỏi lại. Kẹt gì hả anh? Hữu thở dài buồn bã. Kẹt tiền chứ kẹt gì. Ngại quá, nhưng mà anh lâm vào thế bí, thành ra anh phải hỏi em. Em có sẵn thì em cho anh mượn tạm vài ngàn được không? Thi sụ mặt xuống cho hợp với hoàn cảnh bi thảm của Hữu. Nàng nói: Em làm gì có. Thời buổi khó khăn này lấy đâu ra vài ngàn. Vài trăm cũng không có, chứ đừng nói gì vài ngàn. Đó, giỏi như anh mà còn kẹt thì em xoay sở đâu ra. Biết có nói thêm cũng vô ích, Hữu vội vã chào Thi và quay bước. Vừa đi chàng vừa hối hận tự trách đã dại dột mở miệng hỏi Thi. Chẳng những không có kết quả mà còn đánh mất luôn cả cái tác phong hào phóng bấy lâu nay của mình. Từ lâu chàng có nghe phong thanh vợ chồng Thi giả vờ ly dị để lãnh trợ cấp. Bây giờ thì chàng tin chắc là chuyện đó có thật. Chàng biết chắc sau lần gặp gỡ này chàng không còn chút liên hệ gì với Thi nữa. Nghĩa là chàng vừa đánh mất cả nhà lẫn người. Quả nhiên từ đó đến nay Hữu không gặp lại Thi lần nào. Lý do giản dị là vì chàng túng quẫn, phải giật hụi, không dám họp mặt với bất cứ ai trong dây hụi của mình nữa. Hữu máng áo vest vào thành ghế, lật nhanh từng cái phong bì rất quen mắt mà không cần phải bóc ra chàng cũng biết là giấy đòi nợ của Visa và Mastercard. Chàng bỗng nhíu mày chú ý đến cái thư của sở thuế. Chàng lật đật mở ra coi và choáng váng suýt kêu lên vì con số 11.000 sở thuế đòi chàng phải trả do cái tội ngày trước tham gia hệ thống Amway đã ngây thơ nghe lời bạn bè, đi lượm biên nhận bậy bạ về khai income tax 2 năm liền. Họa vô đơn chí, chàng thở hắt ra, hai tay buông thõng, thử người ngồi xuống ghế. Lâu lắm chàng mới uể oải đứng dậy tiến lại cửa sổ. Ngoài sân, nắng chiều còn trải dài trên thảm cỏ xanh mướt. Chàng thấy Quỳnh khom người đứng bên cạnh mấy bông hồng đang mùa nở rộ. Hai đứa con đuổi nhau trong vườn, giọng cười hồn nhiên vang lên từng chập. Ngồi một lúc, Hữu thấy bồn chồn bứt rứt như lửa đốt trong lòng. Chàng lại đứng dậy, cầm sâu chìa khóa bước ra sân. Dù không biết đi đâu và làm gì để giải quyết tình trạng bế tắc hiện tại. Quỳnh ngạc nhiên hỏi chồng: Ủa, anh đi đâu vậy? Ăn cơm đã chứ? Hữu nở nụ cười héo hắt: Anh chạy ra văn phòng một chút, em với các con cứ ăn trước đi. Vừa nói chàng vừa mở cửa xe chui vào và nổ máy. Chàng cho xe chạy lanh quanh qua những con phố quen thuộc, đầu óc hỗn độn và lắm lúc gần như hoảng loạn. Tài sản sự nghiệp đã cầm bằng khánh tận rồi, nhưng trước mắt là 8.000 đồng tiền vé máy bay cho gia đình Quỳnh. Xoay ở đâu ra bây giờ? Chàng vừa tự hỏi vừa ngao ngán thở dài liên tục. Ngang qua một quán cà phê Việt Nam, Hữu lơ đãng nhìn vào, thấy Công, một đồng nghiệp khá thân cùng chung hãng, đang ngồi ngoài hiên, tay cầm handphone nói chuyện một cách rất tự tin. Chung quanh Công, khách uống cà phê ngồi gần kín mấy cái bàn tròn kê dưới tàn cây dập lá. Công cũng như Hữu đều đang điêu đứng về tiền bạc, chỉ khác là Công không đầu tư nhiều như Hữu. Hữu dừng xe bước xuống, lững thững tiến lại sau lưng. Công không biết nên vẫn oang oang nói chuyện trong phone, mặc dầu Hữu biết cái phone đó của Công đã hết pin từ lâu và đường dây đã bị cắt vì mấy tháng nay Công không có tiền trả. Công muốn che đậy sự tuột dốc của mình trước mặt đồng hương nên đi đâu cũng vác cái phone theo, và hễ thấy chung quanh có nhiều người là lại lôi ra biểu diễn. Hữu rón rén tiến lại sau lưng, Công vẫn không biết, gã đứng dậy, tay phải áp ống nghe vào tai, tay trái thọc vào túi quần, dáng điệu rất chuyên nghiệp. Giọng Công nói lớn: Michael hả? Miếng đất ở gần phi trường nó offer 800.000, thôi bán đại đi, bán thí đi, lỗ chút đỉnh cũng không sao. Bữa nay stock lên mình cũng kiếm lời được gần 200.000 rồi. Hữu đã chán ngấy cái màn kịch ngớ ngẩn này của Công từ lâu, bởi đồng hương hầu như ai cũng biết, chỉ có mình Công là không biết rằng đồng hương đã biết, cho nên cứ lâu lâu lại giở trò. Hữu tới sát sau lưng, giật cái phone trong tay Công, đưa lên áp vào tai mình và nói tiếp ý của Công: Michael hả? Bán miếng đất 800.000 rồi nhớ ghé chợ mua thùng mì gói nha, cả tuần nay không có gì ăn đói thấy mẹ. Bị chọc quê bất ngờ nhưng Công không giận, gã cười hề hề bắt tay Hiệu rồi cả hai cùng ngồi. Gã nghiêng đầu hỏi nhỏ Hiệu: "Ông còn tiền cho tôi mượn đỡ 200, mấy bữa nay đói quá, hết cả tiền đổ xăng." Hiệu khinh khỉnh nhìn Công chua chát đáp: "20 còn không có, nói gì 200 Công ngắt lời: "Ừ, 20 cũng được, thèm tô phở quá, cả tuần nay ăn toàn mì gói cầm hơi." Hiệu lại hạ giá và nhấn mạnh: "Ông hỏi 2 đồng tôi cũng không có." Dứt lời, Hiệu bưng ly trà của Công uống cạn rồi nhìn Công tò mò hỏi: "Ông nói ông hết tiền mà sao nay mặt mũi tươi rói vậy?" Công ưỡn người khoan khoái đáp: "Tôi vừa tống được căn nhà." Hiệu trố mắt hỏi lại: "Ông bán cho ai vậy? Thời buổi này mà có người mua nhà?" Công phì cười: "Bán đâu mà bán, tôi biếu không cho thằng cha chủ chợ Đông Hải, năn nỉ mãi thằng cha đó mới chịu lấy. Để ngân hàng kéo thì mình mất credit, về sau vay mượn không được. Tặng cho người ta thì tuy là mất nhà nhưng mà còn credit. Ông biết không, thiếu điều tôi lạy thằng cha Đông Hải nó mới chịu lấy dùm tôi căn nhà." Rồi Công giang rộng hai tay khoan khoái nói: "Từ nay tôi rảnh nợ đỡ nhức đầu, tính ra tôi chỉ mất có hơn 100 ngàn, mừng hết lớn." Hiệu nói vài lời chúc mừng Công đã tặng được căn nhà, rồi chàng trầm ngâm uống thêm tách trà nữa trước khi chia tay. 3 hôm sau, Hiệu không có nhà. Quỳnh và 2 con đang ngồi đong đưa trên ghế xích đu ở sân sau thì vợ chồng chủ chợ Đông Hải tìm đến, thản nhiên men theo lối hông ra thẳng vườn sau. Quỳnh ngạc nhiên đứng dậy niềm nở nói: "Ủa, ông bà thì anh Hiệu hả? Nhà tôi đi vắng, ông bà có hẹn trước không? Mời ông bà vào chơi." Chủ chợ dường như không thèm chú ý đến lời của Quỳnh. Cả hai vợ chồng nghênh ngang đi tới đi lui, ngắm nghía từng góc cạnh của căn nhà còn khá mới. Bà vợ nói: "Tụi tôi đi ngang ghé vô coi nhà, đâu có hẹn trước đâu." Quỳnh trố mắt nhìn hai vợ chồng, nghĩ đến cha mẹ và anh em sắp qua. Quỳnh hoảng hốt tiến lại hỏi: "Bộ chồng tôi đến bán căn nhà này cho ông bà hả? Ủa sao mấy không muốn nói gì với tôi cả?" Chủ chợ nhìn Quỳnh thương hại, hừ một tiếng rồi bĩu môi đáp: "Bán cái gì mà bán, ông ấy năn nỉ tặng không cho vợ chồng tôi mà tụi tôi còn đang lưỡng lự không biết có nên lấy hay không đây này." Quỳnh tái mặt choáng váng, nhưng chưa kịp nói gì thì bà chủ chợ tỏ ra nhân đạo hơn, dịu dàng bảo Quỳnh: "Mấy bữa nay ngày nào chồng chị cũng ghé tiệm tôi, năn nỉ tụi tôi làm phước lấy dùm cho ông căn nhà này với lại 3 căn phố. Tôi thấy hoàn cảnh ông ấy tội nghiệp nên thì có ý giúp đỡ ông ấy. Nhưng mà nói thật, tôi thì chỉ ưng 1 căn này thôi. Tôi có nói với ông ấy là nếu mà muốn tôi lấy 4 căn thì phải đưa thêm tôi 20.000 tiền mặt để tôi sửa lại mấy thứ lặt vặt thì mới cho thuê được." Dứt lời, hai vợ chồng tự tiện mở cửa sau, hiên ngang bước vô nhà và chia nhau đi quan sát. Đương nhiên coi như họ đã là chủ căn nhà này rồi. Quỳnh đứng ngây người nhìn theo, chưa hiểu tại sao chồng nàng lại phải đem biếu hết nhà cửa cho cặp vợ chồng kinh kiệu này, tặng không mấy căn nhà mà còn phải đưa thêm tiền người ta mới chịu lấy. Chuyện đời sao lại lạ lùng đến thế này. Nước mắt nàng trào ra thật nhanh. Nàng nghĩ đến gia đình sắp qua và dùng mình thấy hiện ra trước mắt một ngõ cụt cực kỳ tăm tối.